chào tất cả mọi người đang xem video trên kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi xin review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Đó là chiếc Kia Morning sản xuất năm 2011 bản Sport. Xe số tự động. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội 29A36544. Chiếc xe sản xuất năm 2011 sau 10 năm sử dụng thì còn khá là đẹp. Tất cả chiếc xe thì nguyên bản, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính, vỏ đèn, máy số là nguyên zin. Tên tư nhân biển Hà Nội nên là quý anh chị yên tâm. Xe không bị mục mọt và tất cả các cái khung gầm và chassis, bóng khí đều là nguyên zin, chưa bị đâm xô. Xe rất phù hợp cho quý anh chị nào mua về đi lại trong phố, tiết kiệm nhiên liệu 6-7 lít 100 cây. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ đã qua sử dụng tại Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu mua bán, trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Hoặc quý vị các bạn có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và bên em Lợi cũng kính chúc toàn thể quý anh chị nào mà đã ủng hộ mua bán xe bên em một ngày mới tràn đầy sức khỏe và một sức khỏe để vượt qua đại dịch Covid năm nay. Và toàn bộ quý anh chị đã ủng hộ mua xe thì chúc quý anh chị vạn dặm bình an trên chiếc xe của mình. Phần vỏ ngoại thất bên ngoài của chiếc xe thì khá là đẹp. Toàn bộ đèn hậu, đèn pha đều là nguyên zin và đèn gầm đều sáng và đều như nhau. Tất cả các khe hở cánh cửa cabo, ba đờ sốc thì còn rất là vuông vắn và đều nhau. Đây là đèn pha của chiếc xe và các cái đường ba đờ sốc này và toàn bộ cabo đều nguyên bản từ đầu. Và các cái thông số kính thì đều là theo năm sản xuất của chiếc xe, là có số 2011 đây, toàn bộ kính của hãng Kia và đều có số 11 ở phía sau, là theo năm sản xuất của chiếc xe. Xe thì đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021 nên là quý anh chị yên tâm. Toàn bộ thì đang còn lưu hành và đang còn chạy rất là ổn định. Toàn bộ lốp của chiếc xe thì được trang bị la răng đúc và toàn bộ lốp khá là dày. Đây là phần lốp của chiếc xe, gân lốp còn khá là dày. Lốp này thì các bác còn đi còn dài dài và yên tâm, không phải lo nghĩ gì vì lốp. Rất chi là dày và chắc chắn. Lốp Hankook, la răng đúc, toàn bộ la răng đúc, phanh, má phanh này, toàn bộ má phanh chưa bị mòn. Đấy, má này thì còn khá là dày và ổn định. Với chiếc xe Kia Morning 2011 bản Sport này thì được trang bị thêm gương xin nhan gương và gương đã cụp điện rồi, quý anh chị ạ. Toàn bộ kính thì đều là nguyên zin và không bị rạn nứt. Đây là hai đèn hậu của chiếc xe, khá là đều màu nhau. Và cái cốp sau thì toàn bộ hai bên khe hở khá là đều và vuông vắn. Tất cả xe thì được trang bị thêm camera lùi. Đấy, camera lùi thì đầy đủ hết rồi. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị ghế da màu đen. Toàn bộ ghế da màu đen nguyên bản từ đầu, chưa có dấu hiệu bị bọc lại và trời rách. Đây là bản Sport, vô lăng chữ H và ghế da thì có đường dây màu đỏ. Toàn bộ là nguyên bản, vô lăng chưa khâu lại, đường chỉ nguyên bản từ đầu. Xe sử dụng hộp số tự động. Đây là hộp số của chiếc xe và bác chủ rất là giữ gìn, đã bọc cẩn thận và táp ly khá là mới, được trang bị thêm màn hình cam lùi. Toàn bộ táp ly bàn thờ khá là mới và đẹp, nguyên zin hết từ đầu. Các cái phần bậc lên xuống ốc cột sau 11 năm sử dụng mà không có dấu hiệu bị mục mọt. Ốc khóa bản lề, ốc tai đều chưa bị tháo lắp. Đây là toàn bộ các cái phần tay nắm mở cửa của chiếc xe, đều là nguyên bản từ đầu.
và các cái thông số kính thì đều của Kia và có năm sản xuất 11 đây. Đấy, toàn bộ các phần chỉ cánh cửa thì đều là nguyên zin. Đây là toàn bộ các cái phần ốc cột. Đây là ghế phía sau của chiếc xe thì khá là đẹp. Toàn bộ hàng ghế phía sau đây. Đấy, ghế da nguyên zin và cánh cửa táp ly đều nguyên bản từ đầu, được bác chủ trước dán thêm gioăng cách âm. Về phần cốp phía sau thì toàn bộ cốp phía sau thì ốc chưa tháo lắp và toàn bộ các cái phần chỉ cốp phía sau đều là nguyên zin từ đầu. Đấy, toàn bộ ốc này chưa tháo lắp, đinh bấm đinh dập của phần cốp này không bị đâm xô nên là còn nguyên bản hết từ đầu. Hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe thì khá là đều màu nhau và toàn bộ chỉ đều là nguyên zin từ đầu. Tay nắm táp ly cánh cửa. Các cái phần cột của chiếc xe thì đều là nguyên bản. Đây là táp ly và chỉ cánh cửa đây. Cam kết 4 chỉ cánh cửa đều là nguyên bản từ đầu. Toàn bộ về phần máy của chiếc xe thì cam kết với quý anh chị là máy số là nguyên zin. Và phần cabo, chỉ cabo, ốc cabo đây đều nguyên bản từ đầu, chỉ cabo không có dấu hiệu bị đâm xô nên là chỉ nguyên hết từ đầu. Các cái đường dập và đinh dập vào cái lỗ là rất là tròn này, không bị bã làm lại hoặc là móp méo. Đấy, tất cả các cái phần ốc đèn răng toàn bộ đều là nguyên bản và phần máy thì khá là khô ráo và sạch sẽ. Toàn bộ máy này cổ xả rất là sáng, ốc chân máy chưa tháo lắp đâu quý anh chị này. Đấy, toàn bộ ốc chân máy, ốc mặt máy này nguyên bản hết. Đấy, từ cái ốc này nguyên bản nguyên zin này, quay sát cho quý anh chị nhìn xem này. Toàn bộ máy thì khá là khô ráo và sạch sẽ. Vâng, và đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Toàn bộ động cơ chạy khá là êm, nổ như ru ngủ này, rất chi là thì thầm. Động cơ 1 chấm, toàn bộ chạy không rung lắc, khá là mượt và êm. Các cái phần nhựa rất chi là sáng và đặc biệt là tem mác của nhà máy còn nguyên hết đây quý chị này. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning bản Sport sản xuất năm 2011, số tự động, máy xăng, xe biển Hà Nội 29A36544. Quý anh chị nào mà có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Một lần nữa em Lợi xin kính chúc toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một sức khỏe tràn đầy để vượt qua đại dịch Covid năm nay, và kính chúc toàn thể quý vị các bạn vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.